Hello, xin chào mọi người. Em Thủy quay cho mọi người cây táo đỏ Tân Cương nha các bác nhá. Táo đỏ Tân Cương. Táo đỏ Tân Cương là táo gì? Đây. Cây này là táo, này là hồng táo nhá. Bác nào mà đã từng ăn cái hồng táo mà để dùng, người ta hay dùng chưng yến ấy và người ta pha nước hãm nước uống ấy, thì chính là cái táo này nhá. Táo đỏ Tân Cương. Và nó sẽ ra hoa vào tầm mùa này, là bắt đầu nó ra hoa này. Bắc Trung Nam các bạn đều trồng được nhá. Bắc Trung Nam các bạn đều trồng được nhá các bạn nhá. Đây ạ. Hoa đang rất là nhiều này. Hoa đang rất là nhiều nha các bạn nhá. Táo đỏ. Táo đỏ Tân Cương. Lá nó gần gần giống táo mình nhưng mà nó không có gai. Đây là lá của nó, gần giống cái lá của cây quả táo ta nhưng mà nó không có gai nhiều nha các bạn nhá. Mà lá rất là mềm này. Bây giờ đang là mùa hoa. Bây giờ đang là mùa hoa mà cây này rất dễ ra hoa, rất dễ đậu quả nha các bạn nhá. Đang rất là nhiều hoa này, cây đang rất là nhiều hoa này. Đấy. Bác nào đang cần tìm một vài cái cây để set up sân vườn trồng để lấy quả ăn thì các bác có thể trồng cái cây này. Rất là sai quả luôn. Cái cây này em bán cách đây khoảng 3 năm rồi. Năm nay là năm thứ 3 rồi. Nó rất là sai quả và rất nhiều bạn trong cái hội nông dân Xuân Thượng, các bạn ấy đã trồng cái cây hồng táo này và cho năng suất rất là cao luôn. Nhiều bác nông dân Xuân Thượng còn nhiều bác nông dân Xuân Thượng trồng ra quả còn sai hơn ở nhà vườn trồng nhá. Miền Nam trồng được bạn ơi. Cây này nó ra hoa vào mùa hè mà, bây giờ là mùa hè. Chứ nó không phải ra hoa vào mùa đông đâu, nó không phải như táo mình đâu. Táo này là ra hoa vào mùa hè, bây giờ đang bắt đầu bói hoa đây nha các bác nhá. Bây giờ đang bắt đầu bói hoa. Cây này có đặc tính là mùa đông nó sẽ bị rụng lá. Mùa đông cây này là nó là cây táo chịu nhiệt, mùa đông nó sẽ rụng lá nhá mọi người nhá. Các bạn mà xem các cái video của bên Trung người ta quay ấy, nó sẽ ra hoa vào mùa hè và cái đến mùa đông, đến mùa thu ấy, là trên cây ấy, trên cây là lá nó rụng hết sạch, nó chỉ còn lại quả thôi. Còn cái quả người ta để cho cái quả nó khô tự nhiên trên cây, sau đó người ta cầm cái que đi vụt 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 cho nó rụng xuống, bắt đầu người ta đi nhặt ấy. Đấy cách người ta làm táo khô là người ta để cây cho cây quả trên cây nó khô ở trên cây ấy. Đã đặc tính của cây là nó sẽ ra hoa vào mùa hè. Táo đỏ Tân Cương nhá các bạn nhá. Đặc tính của cây này là nó sẽ ra hoa vào mùa hè, xong là khi mà quả nó to, nó chín thì nó sẽ rơi vào khoảng mùa đông, xong là lá và vào tầm đấy như ở bên Tàu ấy thì như ở bên Tàu ấy thì là đến mùa đông bên đấy nó lạnh. Bên mùa đông bên đấy nó lạnh, nó sẽ lá nó rụng hết. Sau đó cái cây này nó sẽ quả nó sẽ tự khô ở trên cây, quả tự khô ở trên cây, sau đó người ta cầm cái que người ta đi, người ta vụt vụt cho nó khô, cho nó rơi xuống từ đất ấy. Còn nếu các bạn là xem các clip ở bên Trung ấy, vụt cho nó khô, nó rơi đất, bắt đầu nhặt quả, bắt đầu mang về bán hoặc là để ăn pha nước các thể loại đây. Chính là cái dòng táo này. Nó rất là dễ đậu quả này. Các bạn nhìn này, hoa rất là nhiều này. Miền Nam trồng được bởi vì cây này bán vào miền Nam rất là nhiều. Khách của em trong Nam trồng rất là nhiều rồi. Ra quả thôi. Bảo hành là ra quả và trong miền Nam là ra quả nhá các bạn nhá. Ăn táo này thì ăn rất là ngon, giòn ngọt, ăn giòn và ngọt hơn táo của mình. Táo này là chính là cái táo đỏ dùng để sấy lên để hãm với cả kỳ tử để uống nước đấy. Còn là người ta hay dùng để chưng yến, là chính là dòng táo này nhá. Dòng táo này là dòng táo đỏ Tân Cương chứ không phải táo của Việt Nam mình nhá. Cây này, nó cứ đâm lá là nó sẽ đâm hoa. Một cái cây đường kính gốc như thế này. Một cái cây đường kính gốc khoảng 9-10 như thế này thì giá của nó là 3 triệu này. Một cái cây đường kính gốc 9-10 như này thì giá của nó là khoảng 3 triệu nha các bác nhá. Đây là cây đường kính gốc 9-10. Bác nào quan tâm thì nhắn tin vào số điện thoại em để đầu kênh ấy, số điện thoại 9114551210 ấy. Cây to thì giá, cây to, vanh gốc to thì giá sẽ to. Đây như cây này là 3 triệu này. 3 củ này. Đây. Cây này 2 chạc này. Anh Hoàng Văn Thám ơi, anh mua hàng thì anh inbox vào số điện thoại em để đầu kênh nhá, 9114551210 giúp em.
Em vừa nhắn số điện thoại trên màn hình đấy, em không để số 0 nhưng bởi vì TikTok người ta không để hẳn số điện thoại lên ấy. Cái này là táo đỏ Tân Cương nhé các bạn nhá. Táo đỏ Tân Cương rất là dễ sống. Em bảo hành sống cho mọi người nhá, bảo hành sống cho mọi người. Cây này cực kỳ dễ sống luôn. Đây. Quả đây. Dễ trồng và dễ sống ạ. Các bác nhìn này. Bao sống nhá mọi người nhá. Cây này em bán là bao sống cho khách. 3 triệu một cây nhá các bác nhá. 3 triệu một cây, đường kính gốc của nó là 9-10. 3 triệu một cây, đường kính gốc của nó 9-10. Còn có cây nhỏ hơn, có cả cây nhỏ hơn. Cây nhỏ hơn thì giá của nó là 2 triệu. Như cây này là 2 triệu này. Như cây này này, đường kính gốc của nó khoảng 7, 6, 7. Cây đường kính gốc 6, 7 thì giá của nó là 2 triệu. Đấy, như cây này là 2 triệu ạ. Còn cây mà đường kính gốc như cây to này. Cây to này này. Đấy, cây to, gốc to này này. Nhiều cành này. Cây này là 3 triệu này. Cây này là cây to này, là 3 triệu này. Chặt đun được không em? Ủi anh, nhà mà có điều kiện thì anh thích chặt đun thì anh cứ chặt đun thôi. Đây, dưới đây là có cây nhỏ này. Đây là dưới đây là bọn nhỏ này. Ở dưới đây đa số là nhỏ này. Còn dưới đây là 2 triệu nha các bác nhá. Bác nào mà mua cây to thì mua, mà bác nào mua cây nhỏ thì báo em. Đây, bọn nhỏ dưới này là bọn dưới này này. Đồng giá là. Cảm ơn bạn Không đã chia sẻ phiên này. Bạn ấy đặt tên là Không. Đây. Bọn dưới này nhá, đồng giá là 2 triệu một cây hết này. Cây nhỏ nhá. Đây, cây nhỏ nhưng nó rất là nhiều cành tán luôn. Đây, hoa nhiều này. Cảm ơn bạn Đãng Trần đã chia sẻ phiên like ạ. Các bác xem like thả tim thả like cho em với. Mới có 63 lượt thích này. Mới 63 lượt thích. Đây là táo đỏ Tân Cương nhá các bạn nhá. Ăn rất là thơm, ngon, giòn, ngọt. Và nó rất là giàu giá trị dinh dưỡng đấy. Theo đông y thì mỗi ngày các bạn ăn 3 quả táo thì không bao giờ sợ già. Rất là giàu chất chống oxy hóa. Táo này là táo đỏ Tân Cương nhá. Nhập từ bên Trung Quốc về, nếu mà các bạn biết là bên Trung Quốc là nổi tiếng với táo đỏ Tân Cương rồi. Giống táo này là giống táo mà của nhập từ bên Tàu là nổi tiếng với cái giống táo đỏ này rồi. Ăn thơm, ngon, giòn, ngọt và giàu giá trị dinh dưỡng nhá. Trong cái quả táo đỏ Tân Cương này nó rất giàu chứa chất chống oxy hóa. Ở Việt Nam mình mấy năm gần đây thì người dân mình cũng sử dụng rất là nhiều táo đỏ này. Có thể các bạn có thể mua về các bạn hãm với cả nước uống này. Táo sấy khô đấy các bác mua về hãm nước uống này. Hoặc là trưng mỹ yến, tổ yến để bồi bổ sức khỏe đấy. Đây là dòng trái cây rất là bổ dưỡng, giàu giá trị dinh dưỡng nha các bạn nhá. Cây này em bán có 2 triệu một cây thôi. Quá là rẻ luôn nhá các bác nhá. Việt Nam. Anh Cường Dương ơi, em ở quê Hưng Yên chính gốc ấy. Em ở quê em là cả làng, cả tỉnh nhà em nói ngọng là cao và là thấp. Thậm chí đến cả đồng chí, ngày trước là đồng chí gì Nhã, tên là Nhã, mà bộ trưởng bộ giáo dục mà quê bác ấy cũng là quê ở Hưng Yên thì bác ấy mặc dù là bộ trưởng bộ giáo dục nhưng bác ấy vẫn nói ngọng là cao là thấp. Nên là cái việc em nói chuyện nói là cao là thấp nó bị lẫn lộn nhau ấy thì nó là chuyện bình thường đấy, không phải bắt bẻ em làm gì. Đến bộ trưởng bộ giáo dục còn phát âm sai này đúng không? Đây là đặc trưng, đặc sản, nói ngọng mà đặc sản của tỉnh Hưng Yên em rồi. Táo này là táo đỏ Tân Cương nhé các bạn nhé. Táo đỏ Tân Cương. Mỗi ngày chỉ cần dùng 3 trái táo đỏ Tân Cương thường xuyên thì sẽ không phải lo già nhé các bạn nhé. Bác nào mà nhà có đất rộng, vườn rộng, sân rộng mới mua 1-2 cây táo đỏ này về các bác trồng để lấy quả ăn nhé. Nói ngọng. Đã nói ngọng rồi còn mọi người lại còn trêu nó khổ thân tôi thế không biết. Tôi biết tôi nói ngọng rồi các bác ơi. Có cây nhỏ hơn không em? Cây này là cây nhỏ nhất rồi anh ơi. Có em chỉ về cái hàng này là hàng nhỏ nhất rồi, hàng này là hàng 2 triệu là hàng nhỏ nhất rồi. Hàng 2 triệu là hàng nhỏ nhất rồi, vanh đường kính gốc của nó đang 7-8-9 đấy. 2 triệu nha bạn Khoa Cú Te nhá. Cây này là cây táo đỏ Tân Cương. Táo đỏ Tân Cương hay còn gọi là hồng táo đấy. Dùng để các bạn trưng yến này. Hoặc là làm chè dưỡng nhan này. Hoặc là hãm chè để uống này. Các bạn có thể hãm với cả nước đun sôi. Để hãm cùng với cả kỷ tử ấy. Giúp cho các bạn có một giấc ngủ ngon. Tốt cho sức khỏe, bồi bổ sức khỏe. Em Thủy ơi em đừng lổ. Em nổ gì đâu, khổ lắm. Anh lên Google anh tra công dụng của táo đỏ là ra hết mà. Em nổ làm gì.
có cả chứng, có các minh chứng về khoa học rồi. Miền Nam trồng được nha mọi người nhá, miền Nam trồng được và cam kết là ra quả. Bác nào miền Nam mua mà không ra quả thì gửi lại cây em, gửi lại tiền. Em bán ở miền Nam quá là nhiều luôn, rất nhiều bác nông dân sân thượng, các bác trong Nam các bạn trồng được ra quả. Cây này hợp cả khí hậu trong Nam, trong Nam các bạn trồng vẫn ok quả nhá, mọi người cứ yên tâm mà trồng. Tại vì quả nó ra vào mùa hè nhá, quả nó ra vào mùa hè chứ nó không phải ra vào mùa đông. Mùa này bây giờ ở miền Bắc là, ở miền Bắc bây giờ là đang rất là nắng và nóng nhá các bạn nhá. Ở miền Bắc bây giờ nhiệt độ nó khoảng tầm 40 độ và cây nó vẫn ra hoa nhá. Cây này khi về nó chỉ có nguyên cái cành này không thôi. Đây là những cái cành này khi mới nhú này này thì về đến Việt Nam nó mới nhú, nó mới nhú lá này. Nông dân khổ lắm, tôi đã bảo tôi đã ngọng, tôi đã nhận rồi, ngầm bắt bẻ tôi là làm cái gì. Em nhận đấy ngọng rồi mà, mọi người bắt bẻ làm gì, bắt bẻ nhau không nói làm gì đâu. Quay mấy cây hồng cổ đi, Đỗ Như Xuân Như. Bạn Đỗ Xuân Như ơi, bạn mua hồng cổ, bạn nhắn tin vào số điện thoại mình để đầu kênh ấy, số điện thoại 911451210 ấy. Thì mình gửi ảnh báo giá cho. Bởi vì bây giờ mình không ở vườn hồng. Có cả nho thân gỗ các bạn ơi. Đây là táo đỏ Tân Cương, và táo đỏ Tân Cương ra có nho thân gỗ, còn có lựu đỏ cũng là nhà hàng nhập tàu. Là ưu lưu lặng lựu. Đây lựu đây. Lựu đỏ Peru hạt mềm. Nhiều loại lắm, bên vườn mình nhiều loại lắm. Nho thân gỗ này, nho thân gỗ thì có nho thân gỗ 12 vụ, nho thân gỗ thường. Lựu đỏ này. Cái lựu này đẹp không? Hoa hồng. Nhà mình có rất là nhiều hoa hồng nha mọi người nhá. Nhưng mà hôm nay mình không ở vườn hồng. Bác nào mà chưa follow em thì cho em xin được follow. Ngày mai em ra vườn hồng em quay cho. Thề luôn tất cả các bố lấy ngọng, không ai lấy ngọng chứ lò. Bác này là chưa ở Hưng Yên thôi. Dân Hưng Yên em cả tỉnh. Cả tỉnh Hưng Yên nói ngọng chứ lò cao và lò thấp. Cả tỉnh Hưng Yên nói ngọng là cao là thấp. Nói thật là em mà không bị ngọng là cao là thấp, một khi bây giờ em đang làm phát thanh viên của đài truyền hình Việt Nam ấy chứ. Mà rất tiếc là lấy ngọng nên là không được đi làm phát thanh viên. Đây nhá, cây này là hàng cây to này. Hàng to này, hàng cây to như thế này này, là hàng 3 triệu này. Hàng to này là hàng 3 triệu này. Có cây hồng quả hồng không bạn? Có hồng nhá bạn bạn nhá. Hồng nhà thì nhà mình có hai loại, một là hồng sô cô la và loại tiếp theo đó là hồng giòn, hồng vuông Nhật Bản ấy. Có hồng sô cô la và hồng vuông Nhật Bản, chờ lát mình quay cho. Mình quay lốt mấy cái này đã. Đây cây to rồi, đây là hàng to này. Hàng to nhá. Giọng em the thế. Giọng em rất dễ thương mà. Hồng sô cô la nhá. Vừa các bạn bạn hỏi hồng sô cô la, mình quay cho các bạn cái hồng sô cô la. Nhưng mà hồng sô cô la thì nó lại hơi đắt tiền cơ. Nó là dòng hồng sô cô la, nó là dòng đắt tiền. Hồng sô cô la đây là hàng cây to nhá. Bạn nào mà muốn mua cây nhỏ thì mình có cây hơn triệu nhá. Còn mấy cây này là nó là hàng đắt tiền rồi. Hồng sô cô la nó là dòng chậm lớn và giá thành của nó cao ấy. Những cây này trông này thôi nó hơn chục triệu đấy. Bạn nào mà muốn mua cây tầm triệu rưỡi 2 triệu thì inbox cho mình gửi ảnh cho. Bởi vì cây triệu rưỡi 2 triệu thì ở vườn ươm, vẫn đang ở vườn giống, chưa chuyển lên vườn bán. Mộc lan này. Bác nào có niềm đam mê về hoa cây cảnh thì có thể trồng mộc lan. Đây. Mộc lan này thì các bạn ở khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Đà Lạt, Lâm Đồng là các bạn trồng được này. Mộc lan là một loại hoa mà nó phù hợp với trồng ở khí hậu nó lạnh nhá. Những bạn nào ở miền Bắc, ví dụ như là ở miền Bắc này, hoặc là miền Trung này, hoặc là khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Đà Lạt, Lâm Đồng là các bạn trồng được. Còn cây này thì lại không trồng được ở khu vực Sài Gòn các thứ nhá. Cây này thì không trồng được khu vực Sài Gòn đâu. Mộc lan này thì nó phải trồng ở khí hậu lạnh cơ. Phải có mùa đông thì cây nó mới ra hoa nhá. Khi đến mùa đông, khi sang mùa thu cái là bắt đầu cây nó sẽ rụng lá.
khi cái cây mộc nhan đặc tính của nó khi nó ra hoa là khi sang thu là cây nó sẽ rụng lá và bắt đầu nó đóng lụ, và nó sẽ ra hoa vào dịp cuối năm nhá, ra hoa vào dịp cuối năm và dịp Tết đấy, khi trời mà thời tiết se se lạnh ấy thì là nó sẽ ra hoa, đóng nụ và ra hoa. Và một năm nó sẽ ra hai đợt hoa, nó sẽ ra hoa liên tiếp thành hai đợt đấy. Nở một đợt vào cuối năm và một đợt đầu năm. Thằng mộc lan này em đang thanh lý nhá. Cây mộc lan này nếu mà các bác mua ở cách đây các bác mua cách đây vài năm ấy thì giá một cây này nó khoảng 6 triệu. Nhưng bây giờ thì nó rẻ rồi. Thanh lý 1 triệu rưỡi thôi. 1 triệu rưỡi một cây to tướng bất đại như này. Tán cành sum xuê đi, cây này bị gió quật thổi nhá, thổi đổ nhá. Đấy. Hàng này bên em còn là hàng thuần bịch. Hàng thuần bịch nên là bao sống cho khách. Trồng mùa hè ok luôn. Nếu bác mộc lan nó đặc tính thì các bác phải mua hàng thuần bịch thì nó mới sống được nhá. Còn nếu mà bác nào mua hàng mà đánh đất ấy, nó rất dễ tèo. Mùa hè là tự dưng là nó năn rồi nó chết luôn. Đặc tính của nó thế. Còn đây là nho thân gỗ hàng to. Hồng vuông thì không có ở vườn này. Bạn nào mua hồng vuông thì nhắn tin cho mình, nát mình chụp ảnh cho. Nho thân gỗ hàng to này. Bởi vì sắp tới là vào mùa hè rồi nên là bây giờ vườn là nhập trước về cái bọn nho thân gỗ này để dưỡng. Dưỡng cho nó khỏe đến hè, khách mua chỉ việc chuyển đi thôi. Bác nào quan tâm thì inbox cho em nhá. Em xin phép tân like này, nát em like lại.